đây là Sabo. Bị nhốt mình trong lâu đài quy nga, bước tương thành là nơi bắt đầu, vượt khỏi ngục tối từ mình đi ra. Người quan tâm người thì lắc đầu, danh dự quý tộc cậu xin buông bỏ, vì nói buông đến từ người cha. Không ai chăm sóc cậu luôn cả mẹ, và ngồi dần dần cậu đã hiểu ra, mong muốn cậu kết hôn với công chúa để giữ gìn lấy thân phận. Một người mà không quen biết tiến vào lo sợ khi sắp thành thân cận, hoặc áo ra đi tìm kiếm sự tự do. Ước mơ từ đầu là thanh cướp biển, và phiêu lưu khắp mọi miền trên con thuyền đầy cam go. Gặp được ai, người anh em cùng chung chí hướng, và họ đã bắt đầu kế hoạch ra khơi cùng khởi xướng. Cướp một ít tiền thu thập kho báu, tiến ra biển và làm hành trang, thu nhận luôn đứa em Luffy, tiên thầy gần trọng trách mình đang mang. Cố gắng chạy, chạy nhanh khỏi một thành phố kinh tởm, nơi bắt đầu một cuộc diệt chủng khiến vùng cực xám bốc lửa từng cơn. Gặp lại nhau sao với tư cách là hải tặc, con thuyền bị đắm bởi bọn long nhân. Đi đa hơn ở trước mặt, khắc ghi mãi là một ân nhân. Đứa con của ông sử dụng lông chảo, trái mê ra năng lực của lửa, anh thêm hoàn hảo. Huynh đệ đã không còn, vẫn ghét đi ai sẽ ngay từ đầu, vì đã không cùng cậu và đi ngay. Một ngày gần nhất anh sẽ trở lại, và giúp nhóc Luffy đến cùng vượt qua trở ngại. Cả quân đội cách mạng sẽ đảo chính trong nay mai, chiếc ghế của bọn quý tộc thế giới một lần nữa sẽ bị lung lay. Sau một cơn hoạn nạn, cậu mất đi ký ức, gia nhập quân cách mạng và gặp được những người yêu quý nhất. Luyện tập tại đây, sức mạnh gia tăng một cách đáng kể, thăng cấp thành trưởng tham mưu, là người mà toàn bộ tổ chức ai cũng đáng nể. Nhưng trận chiến mang phốc đã nổ ra, không thể cứu được đi ai, ký ức UV giờ đã muộn quá. Phát hiện Luffy còn đấy, anh quyết định trở lại sau tất cả. Bất cứ khi nào em cần, anh sẽ bảo vệ bằng mọi giá. Tiến đến Dressrosa để thừa hưởng sức mạnh của ai. Anh hạ gục vài tên nhãi nhép chặn lối Luffy trên con đường này, gọi đồng giả thành Lucy, bước vào đấu trường với nhiều tiếng hò hèo, đoạt lấy trái Mega, phá hủy đấu trường và nhắn chìm tất cả. Gặp Fujito ra, ngăn cản cả thiên quân lục chiến. Ông đã nói quan điểm của mình, việc thành anh hùng chỉ là phù phiếm. Đưa cho Luffy thẻ Viver và anh bắt đầu một nhiệm vụ mới. Ở lại nhé nhóc Luffy, đi khác đường nhưng anh em mình cùng một đích tới. Đứa con của ông sử dụng lông chảo, trái mê ra năng lực của lửa, anh thêm hoàn hảo. Huynh đệ đã không còn, vốn ghét đi ai sẽ ngay từ đầu, vì đã không cùng cậu mà đi ngay. Một ngày gần nhất anh sẽ trở lại, và giúp nhóc Luffy đến cùng vượt qua trở ngại. Cả quân đội cách mạng sẽ đảo chính trong nay mai, chiếc ghế của bọn quý tộc thế giới một lần nữa sẽ bị lung lay. Sẽ bị lung lay.